Việt Nam là số ít quốc gia tránh được suy thoái liên quan tới Covid-19, theo Tổng thư ký OECD. Tính ra, 9 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam đạt trên 15 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Điển hình là các công ty trong khối OECD cũng đang có xu hướng tìm đến Việt Nam để đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thưa quý vị, trong chuyến thăm mới đây tại Việt Nam, thì Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã đánh giá cao về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam với điểm nhấn quan trọng là sức hút với dòng vốn FDI. Và phóng viên Diệu Linh theo dõi các báo cáo từ các tổ chức quốc tế sẽ có phần trình bày cụ thể gửi đến quý vị. Xin mời chị Diệu Linh. Vâng, xin cảm ơn chị Ngọc Trinh và chị Điệp Anh. Thưa quý vị, là không chỉ có con số FDI tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021 là mức tăng cao nhất cùng kỳ 5 năm qua, mà tỷ lệ vốn FDI thực hiện trên vốn đăng ký cũng ghi nhận mức kỷ lục đạt hơn 82%. Điều này có nghĩa là trong cùng một thời điểm thì cứ trên 10 đồng đăng ký thì số vốn giải ngân đã là 8 đồng. Và nếu như tỷ lệ này tiếp tục được duy trì bền vững thì đây sẽ là minh chứng rõ nhất cho sức hút cũng như là sự hiệu quả của dòng vốn FDI vào Việt Nam. Năm 2018, doanh nghiệp đến từ Australia này mua lại một nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp. Đây là khoản đầu tư tài chính trực tiếp đầu tiên vào Việt Nam. Nhà máy với công suất chế biến lên đến 260.000 tấn lúa khô mỗi năm. Kinh doanh hiệu quả nên doanh nghiệp vừa quyết định đầu tư sâu hơn vào sản xuất tại Việt Nam. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nâng cao và mở rộng nhà máy chế biến và mua sắm trang thiết bị để tăng khả năng làm trắng và đánh bóng hạt gạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tăng cường thu mua lúa gạo từ các cánh đồng tại Việt Nam, chế biến, nâng cao chất lượng và xuất khẩu đi khắp thế giới. Việt Nam là một điểm sáng trong bức tranh khá biến động trên toàn cầu. Do vậy, chúng tôi vẫn tự tin đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Một trong những lý do khiến các nhà đầu tư gia tăng giải ngân vốn FDI thời gian qua là nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam an toàn và ổn định trong biến động chung của toàn cầu. Việt Nam không nên nhìn vào con số thu hút đầu tư mới, mà nên nhìn vào con số giải ngân đang ở mức cao và có lẽ năm nay sẽ đạt mức kỷ lục. Tôi tin rằng những doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang lạc quan hơn rất nhiều so với trước khi có dịch COVID-19. Khảo sát của chúng tôi với 1.700 doanh nghiệp Nhật Bản cho thấy Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai trong danh sách cần mở rộng hoạt động, dẫn đầu là Hoa Kỳ. Nửa đầu năm 2022, dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản giảm hơn 49%. Tuy nhiên, trong số các điểm đến đầu tư hàng đầu của doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia duy nhất có mức tăng trưởng vốn ấn tượng, đạt 45%. Theo các chuyên gia, cùng với sự phát triển kinh tế, thì nhu cầu đầu tư có sự dịch chuyển giữa các ngành nghề. Hiện nay, xu hướng đầu tư đang dịch chuyển sang các lĩnh vực như sản xuất hàm lượng công nghệ cao, tăng trưởng xanh, năng lượng xanh, nên Việt Nam cần chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ để bắt kịp với sự thay đổi đó. Vâng, và thực sự là tôi cũng rất là ấn tượng với cái câu nói của người đứng đầu Eurocharm. Ông có nói là Việt Nam chắc chắn là sẽ có cái vị thế tốt hơn trong vòng từ khoảng 2 cho đến 3 năm tới, và điều đó chứng tỏ cái vị thế của mình là một cái điểm đến đầu tư rất là năng động. Vậy thì trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài thì sức hút này thực sự tới từ đâu chị Diệu Linh? Vâng, chị Ngọc Trinh, đầu tiên thì chúng ta cũng hãy cùng nhìn vào chỉ số môi trường kinh doanh BCI mà do chính Eurocharm đã thống kê, đạt 60,2 điểm, tức là vẫn duy trì được mức tăng 10,2 điểm so với thời điểm trước đại dịch. Và đây là yếu tố được các doanh nghiệp EU đặc biệt ghi nhận. Có lẽ cũng vì thế mà khảo sát của Eurocharm cho thấy là có tới 42% lãnh đạo doanh nghiệp dự báo là các công ty của họ sẽ tăng dòng vốn FDI vào Việt Nam ngay vào cuối năm nay. Cũng từ những nhận định tích cực như vậy mà các báo tại Mỹ lại có thêm dịp để đào sâu phân tích rõ hơn về lý do tại sao Việt Nam lại trở thành điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Và phóng viên Lê Tuyển đã có bài tổng hợp các bài đánh giá này. Xin kính chào quý vị. Việt Nam là một điểm sáng, là một ngoại lệ, là những từ mà báo chí và các tổ chức quốc tế dành cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trang tin của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có bài là Việt Nam đảo ngược xu hướng tăng trưởng yếu của khu vực châu Á. Biểu đồ dự báo tăng trưởng năm 2022 cho thấy là Việt Nam là nền kinh tế duy nhất đã và sẽ có tăng trưởng dương trong cả năm. Lạm phát tương đối thấp cũng là một ngoại lệ trong quy luật chung của khu vực. Còn trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới thì tăng trưởng GDP của Việt Nam đã bứt phá từ mức gần 2,6% vào năm 2021 lên mức dự kiến là 7,5% trong năm nay. Trong khi đó thì lạm phát trung bình của cả năm có thể được kiểm soát ở mức là 3,8%. Hãng thông tấn Reuters bình, Việt Nam, một trung tâm sản xuất trong khu vực, đã chứng kiến nền kinh tế phục hồi sau đại dịch với tổng sản phẩm quốc nội trong quý 3 tăng 13,67% so với một năm trước.
Để đạt được mức tăng trưởng ấn tượng vừa qua, theo các báo và các tổ chức quốc tế, thì đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt là chính sách nhanh nhạy sau đại dịch. Trang Bloomberg cho rằng là gói kích thích 15 tỷ đô la của chính phủ và chính sách tiền tệ linh hoạt đã là nền tảng cho sự hồi phục. Và chính chiến lược này đã giúp cho Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong khi tình hình địa chính trị phức tạp và nhiều nước còn đóng cửa vì Covid. Tờ The Diplomat có bài giải thích lý do vì sao kinh tế Việt Nam có tương lai sáng và ngày càng sáng hơn. Theo bài báo, thì đánh giá tích cực của các tổ chức quốc tế đối với kinh tế Việt Nam là điều có thể nhìn thấy trước với những người đã theo dõi Việt Nam từ lâu. Trong bối cảnh khó khăn chung, thì Việt Nam trở thành điểm sáng với cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường đầu tư thân thiện và thành công trong kiểm soát dịch bệnh. Và vì thế, hoàn toàn có thể kỳ vọng vào dự báo kinh tế ngày càng tích cực của Việt Nam trong những năm tới. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng mạnh nhất ở khu vực châu Á trong quý 3 với sự phục hồi đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực bán lẻ. Cùng với những chính sách ổn định kinh tế vĩ mô thì đây chính là những cơ sở để các tổ chức quốc tế tin tưởng vào sự tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong những năm tới. Chính phủ Việt Nam đã làm được việc đáng ngưỡng mộ trong năm nay, dù chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19. Đó là ngay từ nửa đầu năm 2022 đã dần mở cửa trở lại nền kinh tế và ban hành những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến nửa sau của năm, chính phủ chuyển trọng tâm, tập trung hơn vào việc giảm áp lực lạm phát. Các yếu tố nền tảng dẫn dắt đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn không thay đổi. Việt Nam vẫn là nền kinh tế mở với tiềm lực xuất khẩu mạnh mẽ, sức hấp dẫn rất lớn đối với các dòng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất phục vụ xuất khẩu. Thêm vào đó thì sức cầu nội địa cũng đang tăng lên. Theo tôi, Việt Nam đang chuyển mình trên con đường phát triển giống như các nền kinh tế hàng đầu châu Á như là Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Để giữ được đà tăng trưởng tốt như hiện tại, tôi nghĩ chiến lược phát triển của Việt Nam trong những năm tới nên là vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều đó thì các bạn cần nâng cao trình độ lao động, đầu tư nhiều hơn vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D, tạo thêm động lực cho các nhà cung cấp để họ nâng cấp chính mình. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chính thức đưa ra lời ý kiến Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài, gồm 36 chỉ tiêu. Rõ ràng là việc chọn lọc và đưa ra những chính sách nhằm thúc đẩy FDI không chỉ về lượng mà còn cả về chất cho dòng vốn này cũng là bài toán chiến lược vô cùng cấp thiết. Có như vậy thì mới có thể khuyến khích được nhiều hơn nữa những dự án có quy mô lớn thuộc các ngành công nghệ cao, có sự lan tỏa và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế xã hội.